Hằng Vy xin kính chào quý vị đang đến với chương trình Chào Buổi Sáng. Chương trình này được phát vào 7 giờ, 10 giờ và 12 giờ trưa mỗi ngày từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần. Và những ngày vừa qua chúng tôi nhận được rất nhiều sự đóng góp ý kiến của quý vị và khán giả dành cho chương trình. Trong đó có một vài chia sẻ cho là quý vị đã bắt đầu có thói quen là mỗi sáng mở TV lên để cùng chúng tôi trò chuyện mỗi sáng và điểm qua những tình hình về tin tức từ kinh tế, chính trị, thế giới ở Hoa Kỳ, châu Á và cả Việt Nam. Thì chúng tôi rất vui mừng vì những đóng góp này và cũng mong đợi quý vị hãy chia sẻ những đề tài gì quý vị muốn lắng nghe, những ý kiến gì để chúng tôi có thể làm cho chương trình được tốt đẹp hơn. Và bây giờ xin mời quý vị đến với phần tin đầu tiên liên quan đến Việt Nam. Thưa quý vị, những ai quan tâm đến điện ảnh chắc chắn là trong những ngày vừa qua đã nghe rất nhiều thông tin liên quan đến cái phim Bom Tấn, Con Đảo Đầu Lâu. Và cái phim này sắp trình chiếu, sắp được ra mắt tại các rạp chiếu phim, nhưng ít có ai biết là phim này được quay lấy bối cảnh là ở Việt Nam và sẽ được công chiếu vào ngày 10 tháng 3 tại cả thị trường ở Hoa Kỳ và Việt Nam và được truyền thông khắp nơi nhắc đến rất là rộng rãi. Đặc biệt là về phía truyền thông Việt Nam, họ cũng cố gắng nhắc đến nhiều nhằm hy vọng là thu hút cái khách du lịch quốc tế tới Việt Nam thông qua bộ phim này. Và trong một cái cuộc phỏng vấn với hãng tin Reuters hôm ngày 18 tháng 2 vừa qua, thì Tom Hiddleston, nam diễn viên chính trong phim Con, kể về một trải nghiệm khi quay phim tại Việt Nam. Ông nói là phim cảnh rất là đẹp nhưng cũng có nhiều thử thách. Đoạn cuối phim được quay ở đầm lầy, ở một nơi gọi là Ninh Bình, miền Bắc Việt Nam. Và đó là một cái đầm lầy thật. Bởi vì nó là thật nên sâu bọ cũng là thật và rất là lạnh. Tôi chắc là có cả đĩa nữa, nhưng có rất nhiều sâu bọ cứ muốn bò vào chỗ ấm. Tuy nhiên, một số bài bình luận về bộ phim trên báo chí quốc tế, ví dụ như ngày hôm qua, Hoàng Vy có theo dõi trên kênh NBC News, người ta phỏng vấn cái diễn viên chính nhưng ít có ai đề cập cụ thể tới bối cảnh quay, mà chủ yếu tập trung vào nội dung và khía cạnh kỹ thuật của bộ phim. Thực ra, hang Sơn Đòn nó nằm ở Quảng Bình, thuộc được xem là một trong những cái hang động lừng lẫy và hang động tự nhiên lớn nhất thế giới. Và kể từ năm 2009, khi hang Sơn Đòn được Hiệp hội Hang động Hoàng gia Anh khám phá, lúc đó cả thế giới mới rất là ngạc nhiên tìm thấy được một cái vẻ đẹp rất là hoang sơ và lộng lẫy của hang Sơn Đòn. Và ngay lập tức thì đoàn làm phim Hollywood đã đến đây và chọn bối cảnh này để thực hiện bộ phim. Thì đại diện của tổ chức tour du lịch Sơn Đòn và dịch vụ cho phim Con tại Việt Nam, họ cũng nói đây là cơ hội tốt để quảng bá du lịch. Nhưng nếu muốn thành công thì Việt Nam không nên trông chờ riêng vào bộ phim. Để đạt được thành công trong quảng bá du lịch, Việt Nam cần chủ động thực hiện các chiến dịch quảng bá hiệu quả hơn và không nên trông chờ vào bộ phim sẽ kéo khách du lịch đến Việt Nam, vì không phải ai cũng biết bộ phim quay tại Việt Nam. Cũng như mục đích của hãng phim là thực hiện bộ phim thật tốt, làm hài lòng khán giả xem phim, chứ không phải mục đích là quảng bá nơi quay phim. Do đó, việc không hành động gì như về phía Việt Nam hiện nay chỉ trông chờ bộ phim sẽ kéo khách đến thì sẽ không hiệu quả. Đó là lời của một trong những đại diện chuyên làm về du lịch đã phát biểu với đài BBC tiếng Việt vừa rồi. Và cũng có cái đề xuất họ muốn về phía du lịch Việt Nam, họ muốn mời đạo diễn phim Con là ông Jordan Roberts sẽ làm đại sứ du lịch Việt Nam. Thì về phía những nhà bình luận, họ cho rằng đây là một quyết định thông minh, bởi vì khi là đạo diễn của những bộ phim lớn thì ông Robert có thể giúp Việt Nam tạo ra những sản phẩm quảng bá du lịch chất lượng cao, tạo hiệu ứng để thu hút khách du lịch. Nhận xét về hạn chế của Việt Nam trong việc quảng bá du lịch, thì giám đốc công ty Osalix là chuyên tổ chức các chuyến thăm đến hang Sơn Đòn cho rằng Việt Nam chưa có những chiến lược quảng bá bài bản phù hợp với thị hiếu của khách du lịch thế giới. Nhưng bên cạnh đó cũng cần chú ý tới là việc liệu khách có quay lại Việt Nam hay không, có thể giới thiệu với bạn bè, gia đình hay không thì phụ thuộc vào chất lượng của sản phẩm du lịch và thái độ phục vụ. Như chúng ta cũng biết là ngoài hang Sơn Đòn thì Việt Nam rất nổi tiếng với Vịnh Hạ Long. Và Vịnh Hạ Long vừa rồi cũng được bình chọn là một trong 10 thắng cảnh đẹp nhất thế giới. Nhưng mà bên cạnh đó thì cũng có liên tiếp một năm, trong năm 2016 vừa rồi, có liên tiếp những vụ tai nạn cháy tàu xảy ra ở Vịnh Hạ Long. Và mới đây nhất
Vào tháng 3 vừa rồi thì cũng tại Vịnh Hạ Long lại xảy ra những cái vụ cháy trên cái tàu đón khách du lịch quốc tế. Và hy vọng rằng sau rất nhiều cái tai nạn như thế này thì về phía Việt Nam những người làm du lịch cũng sẽ biết cách để sửa chữa tàu và phục vụ khách du lịch quốc tế được tốt hơn, cũng như có cái cách để làm sao cho khách du lịch một đi nhưng người ta vẫn muốn quay trở lại với Việt Nam. Và thưa quý vị, chuyển sang một phần tin tức khác. Có lẽ đây cũng là một câu chuyện vẫn thường thấy ở Việt Nam, nhưng mà nói hoài nói mãi nhưng mà cũng không thể khắc phục được nhiều. Đó là cái tình trạng sử dụng bằng giả để thăng quan tiến chức xảy ra rất nhiều ở những cảnh ở nghị trường Việt Nam. Và mới đây nhất, về phía chính phủ Việt Nam đã cảnh cáo trưởng ban tuyên giáo xài bằng giả. Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy Đồng Nai đã cho biết vừa quyết định thi hành kỷ luật đối với ông Lê Sơn Lâm là trưởng ban tuyên giáo huyện ủy Long Thành. Và theo Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy Đồng Nai thì sai phạm của ông Lâm là sử dụng bằng tốt nghiệp trung học phổ thông không hợp pháp, chỉ là bằng tốt nghiệp thôi nha quý vị, không hợp pháp trong thời gian dài, và văn bằng này là điều kiện để cấp ủy tổ chức đảng, cơ quan huyện ủy Long Thành xem xét thực hiện công tác đối với ông Sơn. Và việc làm trên đã làm ảnh hưởng xấu đến uy tín tư cách của những người làm trong cơ quan nhà nước, và lẽ ra ông Lâm phải bị xử lý kỷ luật bằng hình thức là cách chức. Có nhiều ý kiến trong dân chúng cho là như vậy. Tuy nhiên qua xem xét nhiều mặt thì ông không bị kỷ luật, không bị cách chức mà chỉ là bị hình thức cảnh cáo. Và nói về vấn đề này, nói về cái chuyện xài bằng giả, từ bằng cử nhân tại chức hệ vừa học vừa làm giả, rồi bằng cao đẳng giả, rồi ngay cả bằng tiến sĩ giả, thì từ xưa tới giờ đã có rất nhiều cái trường hợp. Và như cụ Nguyễn Khuyến cũng đã từng có những cái câu thơ rất là mỉa mai châm biếm. Cụ nói là cũng cờ cũng biển cũng cân đai, cũng gọi ông nghè có kém ai, tấm thân xiêm áo sao mà nhẹ, cái giá danh khoa thế mới hời. Và cụ chốt lại bằng một câu rất là sâu cay, nghĩ rằng đồ thật hóa đồ chơi. Thì chúng ta cũng thấy là rõ ràng trong một bộ phận của những người trong chính phủ Việt Nam hiện nay cũng không ít những người xài bằng giả. Và mới đây nhất, như ngày hôm qua chúng tôi cũng có đưa tin về một trường hợp, một cô gái ở Thanh Hóa cũng đã sử dụng cái tấm bằng tại chức nhưng mà cũng không đi làm tại cơ quan trong vòng 2 năm, nhưng cái con đường hoạn lộ, cái con đường thăng quan tiến chức thì nhanh chóng như vũ bão. Và cái điều này cũng đã làm cho dư luận rất là thắc mắc, băn khoăn, và đang mong chờ là tỉnh ủy xây dựng của sở xây dựng phải có một câu trả lời chính thức về cái trường hợp thăng quan tiến chức với những cái tấm bằng như thế này. Và chuyển sang một phần tin tức liên quan tới Trung Quốc, thưa quý vị. Trung Quốc tuyên bố đã có dự thảo bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông. Ngoại trưởng Trung Quốc là ông Vương Nghị đã tuyên bố đã có dự thảo khung đầu tiên của bộ quy tắc ứng xử Biển Đông, gọi tắt là COC. Và theo Reuters thì tuyên bố trên được ông Vương đưa ra tại cuộc họp báo định kỳ hàng năm bên lề kỳ họp Đại hội đại biểu Nhân dân toàn quốc của Trung Quốc. Và tháng trước, ông Vương cũng cho hay là đã có những tiến triển rõ rệt trong quy trình soạn thảo khung của COC, cho biết thêm Trung Quốc và các nước ASEAN cảm thấy hài lòng về điều này. Ông cũng nói rằng căng thẳng ở Biển Đông không chỉ hơi giảm mà là đã giảm rõ rệt trong những năm vừa qua. Tuy nhiên, ông Vương cũng cho rằng những bên muốn quấy rối, ông nhấn mạnh là những bên muốn quấy rối sẽ bị các nước trong khu vực lên án. Chúng tôi chắc chắn sẽ không để tình trạng ổn định như thế này, vốn rất khó đạt được, lại bị ảnh hưởng hay là bị can thiệp. Đây là một cái lời nhắc ý nhị được cho là gửi gắm tới Hoa Kỳ của chúng ta. Hoa Kỳ từ lâu nay đã chỉ trích việc Trung Quốc xây dựng các đảo nhân tạo và các cơ sở quân sự trong vùng biển và tỏ ý rất là lo ngại các cơ sở này sẽ được dùng để hạn chế việc tự do đi lại. Trung Quốc cũng đã xây dựng đường băng trên một số đảo này. Và chúng ta biết là Trung Quốc lâu nay vẫn kêu gọi các bên mà Bắc Kinh nói là các nước bên ngoài khu vực, chủ yếu nhằm để ám chỉ Hoa Kỳ hãy đứng ngoài cuộc tranh chấp và nói Trung Quốc và Đông Nam Á sẽ quyết tâm giải quyết vấn đề một cách hòa bình. Như chúng ta cũng rõ, Bắc Kinh tuyên bố chủ quyền với hầu hết toàn bộ vùng Biển Đông, vốn rất là giàu trữ lượng tài nguyên, cũng là nơi có tuyến hàng hải tấp nập trị giá khoảng 5.000 tỷ đô la qua lại mỗi năm.
Quý vị vừa xem phần đầu tiên của chương trình Chào Buổi Sáng, rất mong quý vị sẽ quay lại sau ít phút dành cho thương mại.